Rồi, xin kính chào tất cả quý vị anh chị các bạn ha. Hôm nay thì Kiên sẽ đi chia sẻ với cả nhà về cái không khí Tết ở trong chợ Bến Thành nhé. Đây là chợ Bến Thành nha cả nhà ơi. Chúng ta sẽ vào đây xem là mọi người mua sắm cũng như là các mặt hàng Tết có những gì ở trong đây nhé. Trong này rất là đông các du khách các nước đi du xuân cũng như là đi mua sắm ở đây nha cả nhà. Ở đây thì đứng trước này là những cái gian hàng bán vải này. Chúng ta đi từ cổng vào thì trước đây là những cái gian hàng vải. Bán vải. Đây là những cái gian hàng vải nha. Phía sau là những cái gian hàng đồ da và các cái mặt hàng mứt Tết và trái cây. Khu ăn uống. Đây là những mặt hàng da này, rồi mũ nón này. Bên này là quần áo, mũ nón, bóp, rồi những cái mặt hàng đồ da, túi sách, rồi đồ trang sức. Ở trong này là cái khu ăn uống và bán đồ Tết ở trong này cả nhà. Ở đây thì bán mứt Tết, các sản phẩm như là bánh kẹo mứt Tết, rồi rất là nhiều đồ nhá trong này. Đây bán mứt Tết này, rất là nhiều loại mứt nhé. Hồng hành, mứt xoài, mứt rất là nhiều loại. Mua gì em? Đâu được đây cái nuôi cho em. Rất là nhiều loại mứt Tết nha. Cái gì có hạt sen rồi đồ khô. Đây quá trời mứt luôn. Bên này bán các sản phẩm như là túi sách, rồi các cái đồ lưu niệm. Đây các sản phẩm mũ nón, rồi đồ lưu niệm trong này, quần áo. Mấy cái sách rất là dễ thương nha. Đây mứt đây này, mứt Tết này.
đồ khô đây. Dùng hai đặt tay của đây bán vòng ngọc trai, vòng tay, vòng chân đá quý. Đây ra ngoài đây là cái này là đường. Ngoài đường đây thì buổi tối bán rất là nhiều, người ta làm những cái gian hàng ngoài đường này là bán rất là nhiều đồ này, nhưng mà buổi tối có bán, còn ban ngày thì bán trong chợ thôi này. Đây bán cái mặt hàng như là vỏ ốp lưng của iPhone rồi Samsung. Đây có một cụ bán món gì đây? Bánh canh. Bánh canh cua. Em muốn giới xin chào. Đây có cô đang ăn bánh canh đây. Bánh canh cua gọi đu đủ. Bánh canh tôm chứ. Đây là có dưa muối này. Này là bánh canh này. Này là chè này. Rất là đông các cô chú anh chị đang ăn ở đây nha. Đây có gỏi đu đủ nha, đủ bánh canh. Cái này bánh rau này. Bánh canh cua 40.000 một tô, 50.000 một tô nha. Rồi chúng ta đi một vòng cho cả nhà đi tham quan chợ nhé. Chợ Tết Bến Thành rất là nhiều đồ nhé cả nhà.
đây trái cây nhé. Cái này là cái khu hàng ăn nhé cả nhà, khu đồ ăn, khu ăn uống này. Ngày này có mứt Tết. Đây cho cả nhà đi vào khu ăn uống trong này nhé. Đây bán đồ lưu niệm nhé cả nhà. Rất là nhiều các loại đồ lưu niệm như là vòng tay, móc khóa, rồi điện thoại mini. Hả? Cái của tôi con trâu đen mà trâu bự, cái này khác khẩu lắm chị trời. Mua gì ông Cương? Có quà lưu niệm không? Sai. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Xin trân trọng, mến chào.